Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì đây là cái miếng lúa ST25 mình xả sao bà con. Thì cái miếng lúa này cũng đã quay ở những cái clip trước cho bà con xem á. Thì tới cái thời điểm này thì lúa đã được chín đêm rồi bà con. Chín đêm ha. Thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành đưa nước vô ruộng ha. Và sẽ phun lại một cái cử ốc sót. Thì nói chung là mình xịt ốc một lần trước khi mà mình xả đó, thì nói chung là nó xịt ngay nắng thì nó cũng chết rất là nhiều, nhưng mà bà con thấy là nó không bao giờ nó tuyệt đối 100% bà con. Cho nên là cái khâu quan trọng nhất là khi mình cho nước vô, mình phải bỏ ra một ít tiền nữa để mình gạn lại một lần. Thì ở đây mình gạn ví dụ như là cái trường hợp mình xịt lúc mà trước xạ thì mình sẽ xịt cái liều lượng nó tương đối nặng ha. Ví dụ như là một bình là mình xịt cho 2 công, thì bây giờ mình có thể mình xịt một bình là 3 công, tại vì cái lượng ốc nó cũng còn rất là ít, cho nên là mình không nhất thiết là phải xịt nặng liều ha bà con. Thì mình liều thì mình vẫn xịt nặng, nhưng mình có thể hạn chế cái bình lại một chút để cho nó tuyệt đối bà con. Tại vì cái lúa mình mà xả hơi thưa đó, thì bà con thấy là nếu như mình cho nước vô mà mình không có gạn ốc lại thì nó thưa, thì nó sẽ ăn nữa. Mà khi ăn thì bà con thấy là nó sẽ trống rất là nhiều ha. Tức là mình xả dày thì nó dễ chấm hơn cái xả thưa. Xả thưa nếu mình buông luôn thì nó dễ bị chấm. Mà bị chấm rồi sau này thì cái tiền mình giảm giá lại đó, nó vẫn còn hơn cái tiền mình phun thuốc ốc nữa. Cho nên là cái nhất thiết là mình phải phun lại một lần thứ hai trước khi mình cho nước vô. Tức là từ 1 tuần đến 10 ngày thì mình cho nước vô, thì mình sẽ tiến hành mình phun ốc lần thứ hai bà con. Bà con thấy cái này thì mình xả 11 kg nè bà con. Hôm trước thì mình quay đất còn khô thì thấy cũng tương đối là thưa, nhưng mà đến cái thời điểm này mình cho nước vô thì bà con thấy cũng không thưa ha. Đối với cái giống ST mà được như vậy thì ngon rồi. Nói chung là nó nở bít hết rồi bà con. Còn nếu mình ST mình xả dày quá là khoảng chừng 20 ngày bắt đầu nó lọp đầu. Lập đầu thì nó che phủ thì cái chồi con nó không nở được, hoặc là có thể nở ra nhưng mà nó trở thành cái chồi vô hiệu hết rồi bà con. Cho nên mình xả cái lượng giống vừa phải như thế này thì nó nở ra là vừa. Mình kiểm tra coi có cái bò chỉ không bà con. Thì đây thì bà con thấy cũng có lá gai bà con, nhưng mà cái mật độ nó không đáng kể ha, cho nên là mình vẫn chưa cần thiết phải phun. Tại vì nếu mình mà phun cái bộ lạch mà mình phun sớm quá thì mai mốt mình phải tốn thêm một phun một cử nữa. Cho nên là để cái hạn chế thì chi phí á, thì mình chưa tiến hành phun, mình chỉ phun thuốc ốc thôi. Để kiểm tra bỏ chỉ thì bà con nhúng cái tay nước xuống nước ha. Bà con quơ trên cái đọt lúa như thế này nè. Đó. Bà con quơ mà dở lên mà thấy nó có dính tay nó bay lên đó. Tức là mình quơ vậy là có bọ chỉ nó bay lên nó dính tay mình ha. Còn đây bà con thấy là chưa thấy, tức là cái mật độ của nó chưa có cao. Thì mình chưa cần thiết phải phun ha bà con. Con đi dạo với mình một đoạn ha, thì xem cho nước vô thì cái mật độ lúa của nó như thế nào. Bây giờ mình khai vô khoảng 2 tiếng đồng hồ con. Cái khuôn này 10 mấy công ha, mình khai vô mới 2 tiếng đồng hồ mà nó đã ngập hết à. Còn có mấy cái chót gò thì mình loại đi một vòng, thì sau đó là mình tiến hành phun thuốc ốc luôn. Trời cũng nói chung là cũng tối rồi, giờ này cũng 3 giờ mấy rồi con. Thì khoảng 4 giờ mình phun mấy bình như là dừa.
cho nước vô con thấy cũng được ha, chứ không đánh đổi thưa. Rồi mình đi tới đây thôi, rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái loại thuốc nào mình xịt cho cái cử này luôn bà con. Thì để xịt cái lá lớn thì mình sử dụng cái bét rửa xe này bà con, mình gắn vô cái cần khoảng chừng 1,5 m thôi, thì mình dùng cái bét cái đầu để mà rửa xe đó bà con, mua cái bét đó mình gắn vô ha. Thì mình phun một cái lối như vậy thì rất là lớn, cho nên là mình xịt có thể là một bình mình xịt 2-3 công được ha, xịt lối lớn thì mới được ha bà con. Còn nếu mình dùng cái bét thường thì mình xịt nó không có xa được. Còn đây là cái loại thuốc ốc mà mình sử dụng ở đây nè bà con, thì mình vẫn sử dụng cái loại 3.6 bà con, thành phần của nó là A3-methin 3.6. rồi mình sử dụng cho một chai này ha, một chai này thì mình sử dụng cho cái bình 30 lít nè, với lại cộng thêm một cái gói này, một cái gói ốc nè, gói thuốc bột nè bà con. Thì cái gói này là 100 g, thì nó là 700 g trên ký. Cái hoạt chất của nó ha, nicrosamine á, hay samai gì đó. Thì cái này là bà con thấy là mình sử dụng á, thuốc bột, cái màu nó vàng vàng đó bà con. Nhưng có một số bà con thì hỏi là thuốc ốc, khi mà cái lúa của mình xạ lớn như thế này nè mà mình phun thuốc ốc lên thì có hại lúa hay không, có bị vàng hay là bị chết hay không, thì đây là xin báo với bà con là mình sử dụng bình thường thôi bà con. Tại vì những cái loại thuốc bây giờ là người ta sẽ cho xịt ở trên lúa lớn đàng hoàng, chứ không phải là như trước đây á, ngày xưa thì mình xịt thì nó quét đọt, hoặc là khi mà lúa nó là mới mọc mầm chừng vài đêm á, ở cái giai đoạn mạ thì bà con thấy là phun vô nó trùng đọt rồi nó đi luôn. Còn ở đây là nó không ha. Với lại cái này bà con, cái thuốc mà 3.6 này nè, đây là một loại thuốc gọi là thuốc để đặc trị sâu cuốn lá, chứ không phải là thuốc để mình diệt ốc, cho nên là mình sử dụng bình thường, mình phun lên lúa vẫn bình thường nha bà con. Cho nên là bà con đừng có sợ là mình phun thuốc ốc cái giai đoạn lúa này rồi nó bị hư, không có đâu bà con. Thì có nhiều bà con bình luận bên dưới hỏi mình thuốc là xịt có hại lúa hay không, thì một lần nữa là xin trả lời bà con là những cái loại thuốc này thì xịt nó không hại gì đến lúa hết, lúa vẫn phát triển bình thường. Bà con thấy là cái này là cái đất mình hai vụ nè, tức là mình làm một vụ đông xuân rồi một cái vụ hè thu mình bỏ, tới giờ là khoảng 5 tháng rồi bà con, 5 tháng cho nên là mình xả xuống mình không có bón lót gì hết mà lúa nó xanh như thế này ha. Đó là chia sẻ cho bà con ở trong cái cử mình phun thuốc này. Thì bà con thấy video mà có hữu ích á, thì bà con xin cho một like, và bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ nha bà con. Xin mến chào bà con và hẹn bà con gặp lại video sau. Những lần sau thì nếu mình có phun bỏ chỉ gì đó thì mình cũng sẽ chia sẻ tiếp với bà con những loại thuốc nào. Trong cái giai đoạn này thì nói chung xạ trễ này á, thì bà con thấy là cái nguy cơ mà muỗi hành nó diễn ra cũng có thể là bị muỗi hành nữa bà con. Nhưng mà đỡ là mình xạ cái lối này là nó hút cái đợt trăng rồi, hút cái đợt trăng sáng, mình xạ bữa 14 âm lịch á, thì mấy cái bữa đó trăng sáng thì lúa nó còn nhỏ thì muỗi hành nó không đẻ được đâu. Thì đến cái giai đoạn này thì có thể là đến cái con trăng sau á, thì nó lúa nó lớn rồi, mình sẽ tiến hành mình phun ngừa cái muỗi hành bà con. Xin mến chào bà con và hẹn bà con gặp lại ở video sau.